Hà hồ và loạt sau việc, vô tư thay đồ ngay trên xe trước mặt người yêu, xem đến cặp đôi thứ ba quá sốc. Khán giả chỉ mới nghĩ tới thôi đã thấy ngại thay cho nhân vật chính. Những cặp đôi yêu nhau thường dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào, đụng chạm ôm ấp là điều bình thường. Tuy nhiên, nếu là việc thay đồ trước mặt đối phương thì lại là câu chuyện khác. Mới đây, Hồ Ngọc Hà khiến người hâm mộ choáng váng khi lộ ảnh thay đồ trên xe ô tô có mặt Kim Lý. Kết thúc sự kiện, Hà Hồ mặc bộ váy đen và đi chân đất ra xe. Cô ngồi trong băng cùng ghế sau với Kim Lý. Và trong lúc xe di chuyển về khách sạn, nữ hoàng giải trí đã nhanh chóng thay trang phục ngay trên xe khi ngồi cạnh bạn trai tin đồn. Hà Hồ bước xuống xe với bộ váy sáng màu thoải mái hơn. Việc nữ ca sĩ thản nhiên thay đồ trước mặt Kim Lý khiến nhiều người ngạc nhiên. Vương Trang cũng từng gây choáng khi lộ bằng chứng thay váy áo trước mặt đạo diễn Victor Vũ. Lúc bước lên xe, cô vẫn mặc nguyên bộ trang phục màu trắng khi tham gia cuộc họp báo. Victor Vũ lên xe ngồi ghế sau cùng nữ diễn viên. Tuy nhiên, lúc xuống xe ở địa điểm khác thì người đẹp lại xuất hiện trong chiếc váy suông đen đơn giản hơn. Hẳn là cô đã nhanh chóng thay đồ ngay trước mặt đạo diễn Victor Vũ lúc trên xe. Khi chưa tổ chức đám cưới, Harry Won Trấn Thành cũng bị phát hiện cởi áo trước mặt đối phương. Sau khi tham gia một sự kiện, cả hai mặc nguyên trang phục lộng lẫy bước lên xe. Đến địa điểm hẹn cùng bạn bè, Harry Won đã nhanh chóng thay một bộ trang phục khác, thay cho bộ đầm cúp ngực ôm sát mà cô đã diện trước đó. Trấn Thành cũng vô tư thay áo phông khi đã bước xuống xe. Nam MC hồn nhiên gấp quần vừa thay ra, dù biết đang bị cánh phóng viên chụp lại ảnh. Trước khi kết hôn, Trấn Thành Harry đã táo bạo đến mức chẳng ngại thay đồ trước mặt nhau, khiến người hâm mộ không khỏi sốc. Vụ Ngọc Lan quát cảnh sát giao thông, người nổi tiếng đừng tự hủy hoại mình. Tại sao nỗ lực để xây dựng cho mình một hình ảnh đẹp đẽ trên màn ảnh, trên sân khấu, trên truyền thông, rồi lại tự tay hủy hoại hình ảnh đó chỉ vì một phút nóng nảy ngoài đường? Năm 2011, khi góp công đánh sập tờ báo lái cải nghe lén của các ngôi sao New Up The World, tài tử Hân Ren đã đối mặt với câu hỏi thú vị từ nhà báo của tờ này. Tôi làm việc cực lực, nhận lương vài chục nghìn bảng. Còn các ngôi sao như anh, đóng phim kiếm vèo vèo hàng triệu bảng, nên anh cũng đánh đổi quyền riêng tư của mình chứ. Tương tự, thêm một thứ cần đánh đổi là quyền cư xử xấu xí ở nơi công cộng. Ai cũng muốn thành sao, nhưng không phải ai cũng biết cách làm một ngôi sao. Sự việc của Ngọc Lan khiến công chúng nhớ lại trường hợp của Trang Trần năm 2015. Đó đều là khi người nổi tiếng đối mặt với một số sự cố khiến họ không giữ được bình tĩnh. Trường hợp nhạy cảm dễ khiến người ta cư xử không đẹp. Cả hai trường hợp Ngọc Lan và Trang Trần đều mất hình ảnh. Tại sao cãi tôi? Đúng cái gì? Đúng ở chỗ nào? Ngọc Lan quát vào mặt cảnh sát giao thông. Còn hồi năm 2015, Trang Trần dùng nhiều câu tục tiểu liên tiếp để chửi cảnh sát cơ động. Cả hai đều vướng phải những điều tối kỵ trong cư xử ở nơi công cộng đối với người nổi tiếng. Bị cảnh sát giao thông tiếp còi xử phạt là hoàn cảnh vô cùng phổ biến mà bất cứ ai cũng đã gặp vài lần. Nhiều người rút được kinh nghiệm sao cho vẫn chịu phạt nếu có lỗi nhưng không dính vào cãi cọ và đặc biệt không lớn tiếng trước đông người. Vì khi một người quát lên như Ngọc Lan, bị cảnh sát giao thông nói là tôi chưa gặp ai như cô ta, dư luận xung quanh sẽ rất khó phân định đúng sai, chỉ thấy người đó đang cư xử thiếu văn hóa. Năm 2014, dư luận Philippines từng dậy sóng vì MC truyền hình nổi tiếng Billy Crawford say xỉn, gây rối ở nơi công cộng và bị cảnh sát bắt về đồn. Trang báo đã phỏng vấn nhiều ngôi sao của giới giải trí Philippines về cách cư xử của người nổi tiếng. Hầu hết đều đồng ý cho rằng phải chấp nhận những ràng buộc và giới hạn. Nam diễn viên Johnny nói, không may cho những người nổi tiếng là họ không thể vô danh được nữa, vì vậy họ cần nhận thức những lời giới hạn. Còn nhà văn John nhận định, không ai hoàn hảo, những người nổi tiếng nên hiểu rằng trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng đừng biến mình thành trò cười hoặc đối tượng kỳ thị của công chúng. Khi một người nổi tiếng lấy lý do tôi nóng tính, tôi thẳng thắn, hay đó là con người thật của tôi không giả tạo ra để biện minh cho lối hành xử không đẹp, thực chất họ chỉ đang thiếu chuyên nghiệp. Bởi cần phân biệt giữa nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ hay người mẫu, khái niệm chỉ nghề nghiệp và ngôi sao, khái niệm thuộc showbiz. Khi làm nghề, họ có quyền bung tỏa, phá vỡ các nguyên tắc và vượt qua những giới hạn để thể hiện tài năng và cá tính. Còn khi trở thành ngôi sao, họ phải chấp nhận bị ràng buộc bởi những nguyên tắc ứng xử trước công chúng. Và cuộc sống của họ không còn là chuyện riêng nữa. Đôi khi, họ chủ động bán chuyện riêng tư. Đôi khi, chuyện đời tư đó tự lộ ra ngoài, không theo ý muốn.
Đoạn clip to tiếng với cảnh sát giao thông của Ngọc Lan bị tung lên mạng ngoài ý muốn. Như một hệ quả của sự nổi tiếng, nếu cô không phải là diễn viên người đẹp và đại gia, sự việc đã chẳng ầm ĩ đến thế. Nhưng thực tế này chẳng có gì sai, bởi người bình thường đâu phải ai cũng cần có những điều kiện sống mà cô đang có. Cư xử văn hóa cũng là tôn trọng khán giả và chính mình. Nhiều ngôi sao lầm tưởng rằng to tiếng phản ứng là cách họ thể hiện cá tính, bộc lộ quan điểm sống như cách đề cao chính mình. Thực tế là ngược lại, họ càng thể hiện bản thân một cách cực đoan bằng những cách thức thừa cá tính, hình ảnh của họ càng khó chấp nhận trong mắt công chúng. Tiết chế để giữ hình ảnh có văn hóa và sang trọng hơn, hay buông thả cách cư xử theo tính cách và nhận về sự ác cảm. Từ mỗi ngôi sao có câu trả lời của riêng họ và mỗi lựa chọn đều được có và mất. Các ngôi sao thường nói quan trọng nhất với họ là khán giả và tình yêu của khán giả, nhưng ý nghĩ về khán giả ở đâu khi họ sẵn sàng chửi tục và la lối nơi công cộng? Nếu ý thức được rằng khán giả luôn theo dõi những hành động của mình, có lẽ họ sẽ hành xử khác đi. Chỉ làm từ thiện thôi, sao việc cũng bị ném đá không thương tiếc. Mặc dù làm việc thiện, nhưng Hồ Ngọc Hà, Trương Ngọc Ánh hay Kỳ Duyên cũng vẫn phải đối mặt với những ý kiến trái chiều. Công tác thiện nguyện là hoạt động thường xuyên của nhiều ngôi sao làng giải trí, thể hiện tinh thần lá lành đùm lá rách của người nổi tiếng với những mảnh đời khó khăn. Tuy nhiên không phải lúc nào họ cũng được ủng hộ hoàn toàn với hảo ý ấy, ngược lại còn bị chỉ trích rất nặng lời. Hồ Ngọc Hà bị chỉ trích chỉ vì một chiếc khẩu trang. Mới đây, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà cùng người hâm mộ đã có một buổi từ thiện ý nghĩa nhân dịp lễ Vu Lan. Trong trang phục giản dị, giọng ca Đức Quảng Bình tận tay trao tặng phẩm thiết yếu như gạo, nước tương và mì gói. Tuy nhiên, việc làm từ thiện của ngôi sao họ Hồ không may mắn khi vấp phải phản ứng trái chiều từ dư luận. Nhiều ý kiến phản đối việc nữ ca sĩ đeo khẩu trang khi trao quà, cho rằng cô tỏ thái độ ngôi sao và thiếu sự tôn trọng với người lớn tuổi. Giữa những sự chỉ trích bất ngờ, Hồ Ngọc Hà đã có động thái đáp trả lên trang cá nhân, cho rằng mình bị oan. Nữ ca sĩ lý giải cô đang bị cảm cúm và phải đeo khẩu trang để không lây bệnh cho những người dân nhận quà. Trong sự tức giận, nữ ca sĩ không quên dằn mặt những kẻ buông lời chỉ trích nặng nề. Thế những hình ảnh tôi đơn giản ôm những người chất độc màu da cam, ôm người nghèo trong cơn bão thì đó là gì? Tôi không cần chứng minh mình tốt đẹp vì xin lỗi chẳng ai tốt đẹp, nhưng cũng không thể muốn nói gì thì nói tôi hoài được. Thích thì tay đôi đi nào, vừa nói vừa làm xem ai hơn ai. Họ Hồ thách thức. Trương Ngọc Ánh bị nghi quỵt 300 triệu tiền từ thiện. Cách đây hơn 2 tháng, Trương Ngọc Ánh cũng được fan lao đao khi vướng phải scandal quỵt 300 triệu tiền đài thọ phẫu thuật thẩm mỹ cho nữ sinh Thu Hương. Theo đó, hồi tháng 4/2016, người đẹp họ Trương đến thăm nữ sinh kém may mắn cùng lời hứa sẽ trao 300 triệu đồng trợ giúp Thu Hương lấy lại gương mặt sau sự cố bị tạt axit. Nhưng sau 1 năm, mẹ của nữ sinh này cho biết gia đình chỉ nhận được tấm bảng 300 triệu và số tiền thực tế chưa đến tay gia đình như nữ diễn viên Hương Ga đã nói. Mang tiếng quỵt tiền từ thiện, Trương Ngọc Ánh lên tiếng bác bỏ trước truyền thông. Ngôi sao họ Trương cho biết mình là đại sứ thương hiệu của một thẩm mỹ viện. Cô cùng bà Đê, chủ của cơ sở làm đẹp này, chỉ trao gói phẫu thuật trị giá 300 triệu đồng chứ không phải tiền mặt. Cũng trong buổi gặp gỡ Thu Hương tại bệnh viện vào tháng 4/2016, Trương Ngọc Ánh đã tặng riêng nữ sinh này 30 triệu đồng để chi trả viện phí. Theo ngôi sao Hương Ga, nhiệm vụ của cô chỉ đến đó và đã hoàn thành trọn vẹn. MC Thanh Bạch làm từ thiện bằng một chuỗi đám cưới. Giữa năm 2016, MC Thanh Bạch gây xôn xao dư luận khi làm đám cưới với Thúy Nga, bà chủ của một trung tâm ca nhạc hải ngoại hơn anh nhiều tuổi. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cặp đôi này không tổ chức đám cưới tới 9 lần. Trong đó nhiều lần đánh tiếng rằng cưới xin chỉ với mục đích làm từ thiện. Tuy nhiên nhiều khán giả tỏ thái độ không bằng lòng với cách thể hiện lòng tốt của cặp vợ chồng Thanh Bạch Thúy Nga. Thậm chí có những người không hiểu chủ ý của nam MC khi liên tục tổ chức đám cưới từ thiện, phô trương về hình thức và làm mất đi giá trị thiêng liêng của hai chữ đám cưới. Thay vì làm từ thiện bằng phương pháp cưới xin rình rang như vậy, vẫn còn nhiều cách khác thiết thực ý nghĩa hơn để vợ chồng nam MC giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Nhiều khán giả phát ngán với những đám cưới từ thiện rình rang của vợ chồng Thanh Bạch và Thúy Nga. Hoa hậu Kỳ Duyên bị chê bán dưa để làm màu. Khoảng 2 năm trước, Hoa hậu Kỳ Duyên từng gây xôn xao dư luận khi đăng tải một đoạn trạng thái kêu gọi bạn bè cùng các fan chung tay ủng hộ chương trình Mỗi trái dưa một tấm lòng giúp đỡ người dân Quảng Nam.
Để kêu gọi một cách thiết thực và hiệu quả nhất, người đẹp Thành Nam còn đăng tải hình ảnh cô đang bê dưa từ thùng xuống xe. Trái với dòng trạng thái kêu gọi đầy hào hứng của Kỳ Duyên, một số nguồn tin bất ngờ tố cô làm màu trong việc bán dưa. Thậm chí, một số cư dân mạng xác nhận có mặt tại hiện trường cho biết tận mắt chứng kiến Hoa hậu Việt Nam 2014 đến đây chỉ để chụp ảnh check-in, bưng bê cho có lệ và nhanh chóng rời đi ngay sau đó. Trước lời tố cáo này, Kỳ Duyên lý giải rằng do xe dưa về muộn. Lịch học lại sát giờ nên chỉ có thể giúp bán dưa một chút ít. Buồn khi đọc được ý kiến của vài người về những cảm xúc cá nhân của mình và mong muốn kêu gọi được càng nhiều người mua dưa thì càng tốt, chỉ thế thôi, người đẹp tâm sự.